Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của HD Radio. Thì ngày hôm nay trước màn ảnh các bạn đây đó chính là một đôi loa JBL series lần thứ 2 thì mình làm video, đó là chiếc loa JBL KPS1 thuộc series KP. Thì về cái cấu tạo cũng như là chất âm của cái video ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là đôi loa này. Thì ngay bây giờ xin mời các bạn cùng mình đi tìm hiểu đôi led về chiếc loa cũng như là cái cấu tạo bên trong của củ loa nó như thế nào các bạn nhé. Vâng, ngay trước màn ảnh các bạn đây đó chính là đôi loa JBL KPS1. Trước đó chúng ta có phiên bản KPS2 hoặc KPS5. Thì đối với phiên bản KPS1 này được trang bị cho chúng ta là dòng loa hai đường tiếng với một củ loa bass có đường kính là 25 cm và một củ loa shifter có đường kính là 2,5 cm. Loa đem cho chúng ta cái mức công suất là 300 và max lên tới 1200W. Thì phù hợp với các cái không gian có diện tích từ 20 cho đến 30 m². Thì đầu tiên về vẻ bên ngoài thì cấu tạo thùng loa thì nó cũng tương tự với các bạn. Thì được làm từ chất liệu bằng gỗ MDF, được bo tròn các góc cạnh cũng như là vát về đằng sau, cũng như làm về mặt e căng cũng được vát hai bên ở đây. Còn về cái chất liệu e căng thì được làm cho chúng ta bằng chất liệu e căng bằng sắt các bạn nhé. Phủ lên cho mình một lớp sơn tích điện. Về cái logo JBL thì nó cũng tương tự so với dòng KPS2 hoặc S5. Thì logo JBL chúng ta có thể phát sáng được ở đây, hoặc là có thể là xoay theo các cái phương khác nhau như các cái dòng JBL trước đó. Ví dụ như là phát sáng thì chúng ta có các cái dòng, ví dụ dòng Passion 10, 12, 8 hoặc là dòng KI. Sau đó là đến các cái dòng loa full. Đây thuộc dòng loa full ở đây. Còn về mặt sau của chiếc loa JBL thì nó cũng không có gì khác biệt nhiều lắm. Đầu tiên chúng ta có hai đường thoát thông hơi ở đây. Bên dưới là bảng chúng ta có thể là cắm jack ở đây, đang sử dụng là jack Liltrix Spicon, cũng như là các cái model sản phẩm, thông số như là cái QR code ở đây các bạn có thể check series sản phẩm. Bên dưới đó chúng ta sẽ có một chiếc tem được nhập khẩu của 3 sao các bạn nhé. Được nhập khẩu chính ngạch qua 3 sao ở đây, có người chiếc tem của 3 sao ở đây các bạn này, để ý giúp mình. Ở đây nếu mà hàng chính ngạch phải có tem 3 sao đối với thương hiệu JBL. Ở đây về cái kích thước của đôi loa JBL KPS1 bass 25 này thì với chiều cao đang là 53,7, chiều rộng nó là 30 và chiều sâu là 34 cm các bạn nhé. Tiếp theo ở video này thì ngay bây giờ mình sẽ đi mở khám phá bên trong củ loa như cái mạch phân tần ở bên trong đối với dòng loa KPS1 này nó như thế nào các bạn nhé. Vâng, đây là về bên trong của chiếc e căng thì cũng tương tự. Chúng ta sẽ có một cái đường dây ở đây để kết nối với chiếc logo để có thể phát sáng là bằng qua đường led ở đây các bạn này. Đó. Vì bên trong này chúng ta cũng được trang bị cho chúng ta một lớp lưới đan xen với nhau ở đây, tránh trường hợp có côn trùng chui vào bên trong các bạn nhé. Tiếp theo là về củ loa, đây là dòng loa hai đường tiếng thì cũng tương tự cho các bạn này. Chúng ta sẽ có một củ loa bass và một củ loa chép dạng kèn ở đây. Chép này là chép từ neo bạn nhé. Bên trên cái mặt đầu của chiếc vỏ chép này các bạn ý giúp mình là chúng ta được khắc CNC chìm bên trong. Thứ nhất là về cái logo JBL ở đây. Cái thứ hai cho chúng ta là các bạn ký hiệu ở đây là góc phủ của này. Chúng ta có thể góc phủ, ví dụ phủ đứng ở đây chúng ta đang 100 độ và phủ ngang đang đây là 70 độ. Thì bây giờ mình sẽ đi mở loa bass và loa chép ra để chúng ta xem cấu tạo bên trong có khác gì không các bạn nhé. Vâng, đây chính là tất cả các cái nội thất ở bên trong mình vừa mới mở ra. Thì đầu tiên về củ chép đối với đôi loa JBL KPS1 này thì nó cũng không khác gì so với dòng S2 hoặc S5. Thì chúng ta đây là chép neo này các bạn này. Đấy, các bạn nhìn được chép tất cả CNC rất là sáng ở đây.
Đây đang sử dụng con chip cũng tương tự là 2414H. Ở đây sản xuất thì nằm ra tại Trung Quốc này, cũng như là cho chúng ta là các cái series sản phẩm ở đây. Con chip nói lên thương hiệu các bạn nhé, JBL ở đây. Cái này chất tiếng rất là sáng các bạn này. Chép neo dạng kèn ở đây, hộp kèn này. Đó là về củ loa chép. Tiếp theo sang với củ loa bát. Củ loa bát này khá là nặng. Với đường kính bát thì là đường kính bát là có kích thước là 25cm. Cũng tương tự cho chúng ta là về phần gân loa. Ở đây sẽ có 3 đường sóng 1, 2, 3. Được làm từ chất liệu bằng vải tẩm dầu. Bên trong cái phần lón loa ở đây thì được làm bằng giấy. Giấy này. Nhưng mà tất cả các cái đường keo các bạn, hàng nhập khẩu khác không có một cái đường keo thừa hay nối ở đây này. Đó là về cái mặt trước của củ loa, bên dưới cũng như là về phần nhện loa ở đây, tất cả này, cầu loa âm dương ở đây, phần nhện loa, lón loa, ngay ở phần lón loa được khắc đầy đủ các bạn nhé. Hàng nhập khẩu đều có cái thông số hết, số vạch các kiểu ở đây. Về cái phần côn loa cũng như là cái củ neo này, củ từ này, tất cả rất là dài, khoảng 2,5cm ở đây, cũng như là các cái thông số, như ví dụ model là KPS1 này, cũng như là series của củ loa này. Mặt trước thì cho chúng ta cũng có các cái là thông số, ví dụ các bạn để ý giúp mình là về cái phần đây, model sản phẩm này, công nghệ của USA ở đây. Cũng như là loa này đang đánh ở cho chúng ta ở cái mức là trở kháng 8 ohm các bạn nhé. Có ký hiệu đàng hoàng ở đây tất cả. Hàng nhập khẩu các bạn thì từ tất cả các cái đường led ở đây không có một điểm nào sai cả, rất là cẩn thận. Đó là về cái phần củ loa bát 25 của dòng JBL KPS1. Tiếp theo, cuối cùng đó chính là về cái phần cấu tạo bên trong, về cái phần vỏ hộp này các bạn này. Chúng ta ngay cả phần vỏ hộp ở đây đều có được, đã được thông qua kiểm định ở đây này, có dấu mộc ở đây, cũng như là ngày sản xuất của cái thùng loa này, ví dụ như là ngày 7/12/2022 ở đây các bạn này, tất cả. Tiếp theo thì về cái trái tim của ngày hôm nay, các bạn nhìn cái về cái phân tần, các bạn cần nhìn nó sẽ nói lên tất cả cho chúng ta về cái chất âm của củ loa ở đây, tất cả hay hay không là do cái mạch phân tần này. Chúng ta sẽ đang sở hữu là 1, 2, 3, 4, 5 thủ tụ này, cũng như là các cái vòng xuyến ở nó đây, tất cả. Cũng như là ở bên cạnh hông đây chúng ta cũng có một cái mạch đây. Mạch này nó đang thông cho chúng ta là sẽ tín hiệu là cấp đèn sáng cho chiếc logo JBL ngay mặt trước e căng ở đây, sẽ ao xuống cái phần mạch phân tần này. Thì đèn ở trên đèn logo sáng hay không thì nó phụ thuộc theo cái mức công suất các bạn mở nó bao nhiêu. Các bạn mở to thì đèn nó càng sáng. Ngoài ra là về cái thiết kế ở bên trong cũng không khác gì so với các cái dòng KPS2 hoặc S5, tương tự nhau, chỉ khác nhau về cái kích thước các bạn này. Cũng trang bị cho chúng ta về cái phần bông. Đây là bông thủy, sợi thủy tinh này, để làm tăng độ ấm ở cho cái phần loa bát ở dưới. Vâng, đó chính là về cái cấu tạo, là cái kích thước của loa, khám phá bên trong của chiếc loa JBL KPS1. Còn để đánh giá về cái chất âm, test chất âm thì mình sẽ làm một cái video sau để các bạn có thể là xem đánh giá chất âm của chiếc loa JBL loa full KPS1 này nó thể hiện như thế nào. Qua video này, nếu các bạn cần hỗ trợ và tư vấn về mua hàng, hãy gọi tới hotline 1800 0042 hoặc truy cập website hdgio.vn, bên mình có thể tư vấn bạn một cách nhanh chóng nhất. Ngoài ra các bạn có thể đến hệ thống 10 chi nhánh của HDGio tại miền Nam và miền Bắc để chúng ta có thể đánh giá test chất âm của dòng JBL KPS này. Nếu thấy video hay, hãy cho mình một like cũng như làm subscribe. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. HD Radio, nâng tầm giá trị giải trí.